2, sáng lên 3 người. Vậy đi đi rồi. Chứng tỏ Việt Nam mình là so với bọn Hàn Quốc, cả Đài Loan, cả Trung Quốc là năm nay là bùng phát dịch. Bọn nó mấy những ăn Tết âm lịch cũng bùng phát dịch đâu. Nhật Hàn Trung nó bị bùng phát dịch đâu. Mà mình bị bùng phát dịch. Bắn ngay theo hộp này. Bây giờ đã giảm rồi. Giảm rồi.